Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên tổ chức khai hội lễ hội truyền thống đền Quốc mẫu Âu Cơ. Tới sự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Hưng Yên. Đền Quốc mẫu Âu Cơ, còn gọi là đền Hoàng Xá thuộc thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, đền thờ Quốc mẫu Âu Cơ, Hưu Di Phu Nhân và 24 vị quận công làng Hoàng Xá. Hàng năm, lễ hội đền Quốc mẫu Âu Cơ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch nhằm tri ân các bậc hiền thánh và là dịp để nhân dân địa phương và du khách thập phương về dâng hương tế lễ hướng về cội nguồn dân tộc. Tháng 1 năm 2020, đền Quốc mẫu Âu Cơ được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, thực hiện chủ trương phê duyệt trùng tu tôn tạo lại khuôn viên đền từ tháng 11 năm 2020, năm gian tiền tế của đền được khởi công xây dựng bằng nguồn xã hội hóa. Công trình đến nay đã gần hoàn thiện. Nhân dịp khai mạc lễ hội đền, các vị đại biểu và chính quyền nhân dân xã Hùng Cường đã làm lễ thượng lương, cất nóc 5 gian tiền tế và dâng hương tưởng nhớ công lao của Quốc mẫu Âu Cơ, cầu mong mẫu tổ phù hộ cho quốc thái dân an.